Đây, chào tất cả mọi người, thì hôm nay Vinh sẽ tổ chức sinh nhật cho một bạn trong ekip, đó là bạn Nguyên Anh Thanh. Cứ coi, phụ coi. Ủa, anh Nguyên mới 26 tuổi hả? Ủa, thằng Nguyên nó bao nhiêu tuổi tao có biết đâu. Mẹ tao, tao nhớ nó sinh năm 97 á. Không, nó sinh năm 97 rồi, tuổi này sinh năm 97 đó, em có 1 tuổi rồi. Thôi mình để số 2 thôi. Tao định kiếm số 2, số 6 đi cho nó đi. Số 6 đi. Vậy là 62 tuổi mới đúng. Sao? Không. Nếu mà số 6 là 6 tuổi vừa đủ đi học lớp 1. 6 tuổi đi, kiếm số 2 thì. Trời ơi, bà ba này kiểu quá. Cho nhỏ già quá. Trời ơi. Ơ chết rồi, nát không rồi. Sao, không sao, không sao. Không, cái bánh nó như vậy mà. Nó phải trượt xuống đâu, nó như vậy mà. Phải không? Không, thì trượt xuống. Cái này là nghiệp á. Không, xin lỗi các bạn nha, do trên cái đường sóc quá thì cái bánh kem nó thành như vậy. Không sao đâu, tấm của ít lòng. Ê, nhưng mà bây giờ lấy cái này nó cắm lên cái này là được không? Không lấy được, lấy cái là... này nè. Lấy con dạc, cái lấy cái miếng đó. Che camera. Đó, cắm lên. Trời, mất bả chứ Nguyên cũng nhỏ thiệt tình luôn. Trời, lấy này quẹt ra đó. Lấy cái số 2 hay lấy con dao gì á. Khi dao rồi, rồi đi, quẹt. Tao đưa dao cho nó. Để tao bỏ ra. Quẹt cái cục kem này xuống nè. Cục nào, cục này. Ờ, cái cục trắng trắng đó. Từ từ, tiện. Ê, dính, dính. Ờ, dính, dính xuống đây luôn đi, tiện để cục trắng trên đó tự. Ừ. Ờ, giữ nha, ngồi quẹt đó, để lao cho ông, cho ông cái sáng ra. Quẹt. Sao không? Ê, đi qua bên cái bên kia rồi hả? Từ từ rồi, từ từ rồi. Đi các bạn. Không, không chú, em với chị phải đi trước. Để chị em dính lại. Dính, đi không dính. Không, không, không. Cái tàu dựng nha. Bà chú cứ đi sau lưng em đó bà chú. Đấy là chen dính lại. Cao quá mày. Trời ơi, sao lần đó. Đâu đâu, khoanh tay lại ạ. Khoanh tay lại ạ. Cảm động, cảm động, cảm động. Diễn sâu, diễn sâu. Cái đó, từ từ. Lấy con nha, lấy con. Cài, cái đó cài lắm á. Cảm động. Rồi, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cái nét bị đâm đứt làm sao? Đi ra cho cầu nguyện nè, cầu nguyện, cầu nguyện. Đeo qua lên sau. Đã, cầu nguyện sao nè. Cầu ai. Nhắm mắt lại cầu nha. Nam mô Diệu Phật, nói vô Nam mô Diệu Phật con tên gì đó. Cậu nhắm mắt lại ba. Cậu Nguyễn tiền. Bao lâu nha? Cậu Nguyễn nha. Cậu Nguyễn thân mày. Không nghe chứ, thật là lâu vào thì biết cái con lấy được. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn tất cả các anh chị. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Rồi, giờ cắt bánh đi. Sao mai mà để bánh ăn. Em phải dâm vô chữ khốn nạn Nguyên mới được. Rồi, lâu 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 lâu. À, ném bất ngờ rồi. Ném bất ngờ coi. Cảm động. Kính thưa các bạn, thường quá, trong sinh nhật chúng ta sẽ có một cái trò rất là vui. Mèo coi. Bắt chú mèo coi. Bắt chú hoài mèo coi. Tiếp luôn Nguyên, Vinh ơi, nó khóc rồi. Không, chạy. Ôi, khóc rồi. Trời ơi, không, cảm động. Trời ơi, mình còn cái nét nào hồi ra đây mặt luôn. Trời ơi, cái này, trời ơi, gì đâu à. Trừ 500 ngàn tiền cái xe này. Có 500 vậy. Ủa, lương 400 được chừng 500 luôn hả? Ờ.
chồng là chồng mỗi người là chồng 100.000 thì sao nữa hả? Bác Mẹo cầm nghĩ đi nè. Cảm ơn Vinh, cảm ơn nhiều. Cảm ơn mọi người. Mọi thứ trở lại như cũ. Cảm ơn mọi người, xong cái cười TV là xong. Bây giờ ta biết nguyên nhân tại sao Nguyễn đi làm âm thanh này nó diễn hay quá trời, 10 nét như một. Thiệt, bởi vì cho làm âm thanh là đúng. Thôi anh còn được làm âm thanh nữa. Mày mất dạy quá chị ba. Ăn cơm đi, mày hát tao nói gì. Bây giờ là giờ cơm trưa của ekip. Ekip của Vinh thì thường thì mọi người sẽ ngồi ăn cơm giống như gia đình. Không có gia đình gì. Không có gia đình. Không có gia đình. Bây giờ có gia đình không? Gặp nhau là vì đồng tiền thôi. Chúng ta quan hệ với nhau. Vậy chúng ta cái gì? Chúng ta cái gì? Chúng ta có mối quan hệ á. Quan hệ chúng ta gắn kết bằng tiền. Ok. Riêng đối với má thì má diễn không, riêng đối với má thì má nói thật tâm là lúc nào má cũng coi cái tem anh thám tử này á như là một gia đình và đây là những đứa con yêu của má. Khi mà má đi quay ở bên đây á, má thì thấy một cái ấm áp, đúng là mấy một cái hoặc cái cảnh của một gia đình. Bởi vì má thì bây giờ hiện tại bây giờ thì má có một mình thôi, các con của má thì nói chung là đi làm không, nhưng mà đây là má tìm thấy nguồn vui, niềm vui của má trong cái tem này nên má rất thích đi bên đây, rất yêu các con. Má vậy là bố má không ơi, má nghe má nói em cảm động. Đi ra bình thường chỗ diễn cho Nguyên này, người ta được tổ chức sinh nhật này cảm giác mày mất ngạn cơm chứ không phải là mày ngạn ngào á. Có ngạn ngào luôn. Ok, hôm nay cảm giác như thế nào? Bất ngờ sao? Hôm nay ăn chay mà bất ngờ luôn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tại vì team anh thám tử thì làm cũng lâu rồi, mọi người cũng gắn bó với nhau. Cũng 60 mấy số. Anh em coi với nhau giống như là một gia đình vậy đó. Không có nghĩ là người đạo diễn hay là người camera là một diễn viên gì hết, chỉ xem nhau như là anh em vậy đó. Thì lúc nào cũng cố gắng làm cho đạt kết quả tốt nhất. Dạ. Ok, giờ vô cơm rồi mọi người. Xạo má diễn cái nét đợt chó.